Sau khi Kim Dung qua đời ngày 30 tháng 10 năm 2018, người hâm mộ nhớ lại trải nghiệm của mình khi đọc sách, xem phim chuyển thể từ truyện của ông. Xuyên suốt là tác phẩm của Kim Dung, những chiêu thức võ thuật được khắc họa đa dạng và tỉ mỉ. Trong đó, không ít môn võ công đã để lại ấn tượng sâu đậm với nhiều thế hệ khán giả. Theo bạn, trong những môn võ công sau đây, đâu là môn võ lợi hại nhất trong các tiểu thuyết của Kim Dung? 1. Cửu âm chân kinh. Cửu âm chân kinh là tên gọi một bộ tuyệt kỹ võ công lần đầu xuất hiện trong bộ truyện Anh hùng xạ điêu của tác giả Kim Dung. Độc giả sớm chứng kiến sự lợi hại của cửu âm chân kinh khi đọc đoạn cặp vợ chồng Hắc Phong Phong Sát dùng tuyệt cứu cửu âm bạch cốt chảo đâm lủng sọ người. Sau này, cửu âm chân kinh còn xuất hiện trong hai tác phẩm khác của Kim Dung là Thần Điêu Đại Hiệp và Ỷ Thiên Đổ Long Ký. Theo lời kể của lão ngoan đồng Chu Bá Thông, đây là môn võ công của vị quan đời Tống tên là Hoàng Thường. Khi gia đình Hoàng Thường bị Minh giáo sát hại, ông quyết định lên núi tu luyện. Sau một thời gian dài, Hoàng Thường giác ngộ được đạo lý võ học đạo gia và trở thành một cao thủ lợi hại. Sau khi xuống núi, ông phát hiện mấy chục năm đã trôi qua, kẻ thù của ông phần lớn đã già và qua đời. Tỉnh ngộ, Hoàng Thường chút hết kiến thức võ học đạo gia vào bộ sách Cửu Âm Chân Kinh gồm hai quyển. Quyển thượng là bí kíp nội công kỳ diệu của đạo gia và quyển hạ là các môn võ kỳ ảo như cửu âm thần chảo và thôi tâm trưởng. Cũng chính vì sự lợi hại của cửu âm chân kinh nên trong giang hồ luôn xảy ra những cuộc tranh giành ác liệt để sở hữu bí kíp tuyệt đỉnh này. Trong cuộc Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên, trung thần Thông Vương Trùng Dương đánh bại Đông Tà Tây Độc, Nam Đế và Bắc Cái đã giành được cửu âm chân kinh, nhưng ông không luyện tập mà giao lại cho Chu Bá Thông. Sau này, nhờ duyên tiền ngộ mà Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ hay Chu Chỉ Nhược đều luyện tập cửu âm chân kinh. Trong Ỷ Thiên Đổ Long Ký, hậu duệ của Dương Quá và Tiểu Long Nữ cũng luyện thành môn võ công thần kỳ này rồi dễ dàng đánh bại Chu Chỉ Nhược. Ngoài ra, cửu âm chân kinh còn là nền tảng để cho ra đời những bộ võ công rất lợi hại, tiêu biểu có cửu âm bạch cốt chảo. Kim Dung từng mô tả về cách luyện cửu âm chân kinh rằng, năm ngón phát kình không gì phá được, chụp vào đầu óc như xuyên vào đậu hũ. 2. Cửu Dương Thần Công. Cửu Dương Thần Công là bí kíp nội công thâm sâu xuất hiện trong Ỷ Thiên Đổ Long Ký. Cuốn Cửu Dương Chân Kinh được chép bên mép cuốn Lăng Già Kinh do Đạt Ma Sư Tổ truyền lại. Tuy nhiên, có nhiều chứng cứ cho thấy bộ kinh văn này là do người khác viết chứ không phải Đạt Ma Sư Tổ. Có nhiều người từng học được một phần của Cửu Dương Thần Công, nhưng chỉ có hai người học được trọn vẹn bí kíp này là Đại sư Giác Viễn và Trương Vô Kỵ. Trước khi Giác Viễn, đại sư qua đời đã đọc lại Cửu Dương Thần Công cho Trương Quân Bảo, tức Trương Tam Phòng, đệ tử của Giác Viễn đại sư. Vô Sắc Thiền Sư và Quách Tương, người lập nên phái Nga Mi, mỗi người đã học một phần, cho nên Trương Quân Bảo luyện được nội công tối thuần, Vô Sắc đại sư luyện được nội công tối cao, Quách Tương luyện được nội công tối bác. Vì vậy mà nội công của các phái võ đang, Thiếu Lâm và Nga Mi đều thâm hậu và có sự tương đồng nhất định. Trong Ỷ Thiên Đổ Long Ký, Trương Vô Kỵ khi chạy trốn kẻ thù truy sát đã chạy đến Côn Luân và vô tình có được bí kíp Cửu Dương Thần Công trong bụng con vượn năm xưa bị Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử giấu vào. Sau khi luyện thành, Trương Vô Kỵ không những giải được hàn độc của Huyền Minh Thần Trưởng ra khỏi cơ thể mà còn có được nội công thâm hậu bậc nhất võ lâm. Sau đó, Vô Kỵ chôn cuốn sách này trên núi và từ đó không nghe tung tích của nó nữa. 3. Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm là một bí kíp kiếm thuật tối thượng xuất hiện trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bí kíp võ công tối thượng này được bắt nguồn từ nhân vật không xuất hiện mang tên Độc Cô Cầu Bại. Theo lời kể của Phong Thanh Dương, trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Độc Cô Cầu Bại là kiếm khách vô địch thiên hạ, tung hoành giang hồ cả một đời mà không hề bại trận. Độc Cô Cửu Kiếm bao gồm 9 thức có thể dùng để đối phó với mọi loại vũ khí và võ công trong thiên hạ. Đỉnh cao của Độc Cô Cửu Kiếm chính là nguyên lý vô chiêu thắng hữu chiêu. Phong Thanh Dương lập luận, sử dụng kiếm thuật này phải như nước chảy mây trôi, tùy theo ý muốn, không bị gò bó, lệ thuộc theo chiêu thức cố định. Lệnh Hồ Sung sau khi được Phong Thanh Dương truyền lại võ công này, lập tức trở thành đại cao thủ kiếm thuật. Thậm chí, anh còn đánh bại cả Sung Hư, đạo trưởng. Ngoài ra, trong Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Quá cũng tình cờ tìm thấy mộ của Độc Cô Cầu Bại và học được triết lý kiếm thuật của ông. Cuối cùng, thực sự trở thành bậc cao thủ hàng đầu chốn giang hồ. 4. Quỳ Hoa Bảo Điển. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, ba đại cao thủ là Lệnh Hồ Nhập Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh lên Hắc Mộc Nhai để tiêu diệt Đông Phương Bất Bại, giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nhưng Đông Phương Bất Bại chỉ bằng một chiếc kim thêu cũng đủ sức đánh cho Lệnh Hồ Sung, Nhậm Ngã Hành và Hướng Vấn Thiên tơi bời.
Thần thủ Đông Phương Bất Bại chập chờn như bóng ma, chợt tả chợt hữu, thoát phía trước, thoát sau lưng. Chỉ đến khi Nhậm Doanh Doanh, con gái Nhậm Ngã Hành tấn công người tỉnh của Đông Phương Bất Bại, hắn mới mất tập trung rồi bại trận. Chừng đó đủ cho thấy sự lợi hại của Quỷ Hoa Bảo Điển. Nguyên tắc tập luyện của Quỷ Hoa Bảo Điển là dẫn đao tự cung tự thiến. Võ công này tình cờ được truyền đến Nam Thiếu Lâm, rồi khiến phái Hoa Sơn chia rẽ thành phe Kiếm Tông và Khí Tông trước khi rơi vào tay Nhật Nguyệt Thần Giáo. Độ Nguyên Thiền Sư của Nam Thiếu Lâm đã lén học võ công này, rồi để lại quyển bí kíp tương đồng gọi là Tịch Tà Kiếm Phổ. Sau đó, ông Hoàn Tục đổi sang họ Lâm. Ngoài Đông Phương Bất Bại, trưởng môn Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần vì tham vọng cũng tự thiến để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, rồi đi vào đường tà đạo. Gã con rể Lâm Bình Chi cũng lén học để báo thù, đời rồi cuối cùng gã giết chết người vợ Nhạc Linh San đáng thương. 5. Lục Mạch Thần Kiếm. Trong truyện của Kim Dung, Lục Mạch Thần Kiếm được xem là thiên hạ đệ nhất kiếm khí. Tuyệt kỹ này sử dụng kiếm khí vô hình phóng ra từ đầu ngón tay để đả thương đối thủ. Ngoại trừ người sáng tạo là vua khai quốc của Đại Lý Đoàn Tư Bình, nó được xem là môn võ công tối thượng, rất khó để luyện được, kể cả 6 cao tăng đắc đạo Thiên Long Tự, cho đến khi Đoàn Dự vô tình luyện thành. Đoàn Dự tình cờ học được công phu này, nhưng lúc sử dụng được, lúc không, vì bản tính hiền lành của chàng. Trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự đã từng dùng Lục Mạch Thần Kiếm, 4 ngón tay từ xa đã làm thanh đao của Mộ Dung Phục gãy bục từng mảnh. Khi tận mắt chứng kiến, Đoàn Dự dùng Lục Mạch Thần Kiếm đánh bại Mộ Dung Phục, Tiêu Phong ngầm hiểu đó là võ công vô địch, đến bản thân chàng với Hàng Long Thập Bát Trưởng dũng mãnh cũng không chống nổi. Chính vì khó luyện và là bảo vật của nước Đại Lý, nên Lục Mạch Thần Kiếm luôn là tâm điểm truy tìm của tất cả những ai muốn truy cầu võ học. 6. Dịch Cân Kinh. Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, Dịch Cân Kinh là một loại thần công do Bồ Đề Đạt Ma sáng tạo ra với uy lực vô song. Tương truyền, để sáng tạo ra bí kíp này, người sáng lập Võ Thiếu Lâm phải mất 9 năm. Có lần, Tuệ Khả Đại Sư, một đệ tử của Đạt Ma đã nhặt được bí kíp này. Khi đọc, ông không chỉ thấy những từ ngữ rất uyên thâm được viết bằng tiếng Phạn nhưng không tài nào hiểu nổi, chỉ biết chắc chắn rằng đây không phải là một loại sách tầm thường. Thế rồi vị đại sư dắt theo cuốn kinh đã đi khắp giang hồ để tìm bậc cao nhân giải nghĩa. Nhưng ông đi suốt 20 năm dòng mà không có kết quả gì. Cho đến một ngày, ông gặp nhà sư Thiên Trúc, phát hiệu là Ban Thích Mật Đế, trụ trì núi Nga Mi. Hai người lấy bí kíp ra để cùng nghiên cứu. Rốt cuộc sau 19 ngày, cả hai đã cùng giải mật được hết cuốn bí kíp. Dịch Cân Kinh là một phương pháp rèn luyện nội công của phái Thiếu Lâm. Môn nội công này rất khó luyện thành, người luyện cần phải đạt đến cảnh giới vô ngã vô tướng trong Phật môn. Nếu cưỡng cầu luyện, có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhưng một khi đã luyện thành phần công, thì người luyện sẽ trở thành một cao thủ có nội lực thượng thừa. Ở Tiếu Ngạo Giang Hồ, lệnh Hồ Sung nhờ phương chứng đại sư truyền thụ Dịch Cân Kinh nên đã hóa giải được những tổn hại do hấp tinh đại pháp gây ra với cơ thể. Còn trong Thiên Long Bát Bộ, Du Thản Chi tình cờ học được một phần Dịch Cân Kinh mà đẩy được kịch độc ra khỏi cơ thể, rồi trở thành một cao thủ trong giới võ lâm. 7. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hàng Long Thập Bát Trưởng là trưởng pháp cực cương, chí dương. Tuy có một vài chiêu thức nhu nhưng chủ yếu vẫn lấy uy lực, sức mạnh để xưng bá giang hồ. Đây được xem là thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Trong bộ sách xuất bản mới nhất có nói rõ Hàng Long Thập Bát Trưởng vốn có 28 trưởng pháp từ người sáng lập môn phái lưu truyền đến tay Tiêu Phong. Do 10 trưởng pháp sau cùng quá phức tạp và uy lực không bằng 18 trưởng pháp trên nên Tiêu Phong và Hư Trúc đã tiến hành lực bớt nên uy lực càng có sức mạnh hơn. Sau khi Tiêu Phong chết, Hư Trúc đã đem Hàng Long Thập Bát Trưởng truyền lại cho bang chủ cái bang tiếp theo và đã truyền đến tay Hồng Thất Công. Khác với đảo cầu bộng pháp chỉ truyền cho bang chủ, Hàng Long Thập Bát Trưởng có thể truyền cho người ngoài, nên Hồng Thất Công đã mang trưởng pháp này truyền cho đồ đệ Quách Tĩnh. Sau này, Quách Tĩnh đã truyền Hàng Long Thập Bát Trưởng cho anh em nhà họ Võ. Thậm chí sau khi con rể Gia Luật Tề nhận chức bang chủ cái bang, Quách Tĩnh tiếp tục truyền lại môn trưởng pháp này cho hậu bối. Nhưng khi thành Tương Dương bị tấn công, họ nhà Quách đã bị hy sinh. Bang chủ kế nhiệm Gia Luật về đã không học đầy đủ 18 trưởng pháp nên chỉ còn lưu truyền 14 trưởng. Sau này đến Sử Hoàn Long chỉ còn 12 trưởng. Sau khi Thành Côn giết chết Sử Hoàn Long, Hàng Long Thập Bát Trưởng xem như bị thất truyền. 8. Bắc Minh Thần Công Hấp Tinh Đại Pháp. Trong Thiên Long Bát Bộ, Bắc Minh Thần Công là môn nội công có khả năng hút nỗ lực của kẻ khác cho mình. Vương tử Đoàn Dự từng học được nó nhưng không sử dụng thuần thục. Còn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ có một môn tương tự gọi là Hấp Tinh Đại Pháp gắn liền với nhân vật Nhậm Ngã Hành.
Tuy nhiên, nó khiến người sử dụng dần tẩu hỏa nhập ma do gây rối loạn nội lực chính mình. Khi lệnh hồi xung vô tình luyện hấp tinh đại pháp, chàng đã trải qua nhiều lần đau khổ trước khi được lĩnh ngộ dịch cân kinh ở cuối truyện để ổn định chân khí. Nhà văn Kim Dung đã thành công khi xây dựng một kho tàng những bí kíp võ công đệ nhất, trong đó có những tuyệt kỹ trên. Theo bạn, trong gần 70 tuyệt kỹ võ công của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, còn tuyệt kỹ nào có thể vô địch thiên hạ? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên like và share để ủng hộ bọn mình nhé!